Xin chào tất cả người hâm mộ PUBG trong nước. Chào mừng các bạn đến với PUBG Việt Nam Official và đây là tin nóng PUBG. Mở đầu bản tin, chúng ta hãy cùng đi đến với thông tin xung quanh giải đấu PVS Spring 2021. Sau khi tạm hoãn thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào 3 ngày 30 tháng 4 tới mùng 2 tháng 5, giải đấu PUBG Việt Nam Series Spring 2021 sẽ quay trở lại sau khi được thống nhất từ phía ban tổ chức và các đội tuyển thi đấu cùng sự đồng ý của PUBG Esports. Lịch thi đấu chi tiết vòng Contender: 17 giờ ngày mùng 7 tháng 5, bảng A và bảng B. 17 giờ ngày mùng 8 tháng 5, bảng B và bảng C. 17 giờ ngày mùng 9 tháng 5, bảng A và bảng C. Ba bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn với nhau để chọn ra 13 đội tuyển nhiều điểm nhất lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết diễn ra vào 17 giờ các ngày 14 tháng 5, 15 tháng 5, 16 tháng 5, trực tiếp trên YouTube PUBG Việt Nam Official. Ba đội tuyển được mời tham dự cùng 13 đội tuyển vượt qua vòng Contender sẽ thi đấu để tìm ra 4 đội tuyển đại diện PUBG Việt Nam tham dự PVS for Apex. Tạm chia tay với những thông tin về PVS Spring 2021, chúng ta hãy cùng nhau đến với tin hot nhất trong ngày, đó là No One Up mở việc sẽ có thành viên thứ 6. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 5, thì fanpage của team No One đã đăng tải một bức ảnh với dòng chữ Welcome. Bức ảnh đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ PUBG nước nhà. Liệu thành viên thứ 6 này sẽ là ai khi No One đang thi đấu vô cùng ổn định với lineup của mình? Cùng comment dự đoán anh chàng này là ai nha các bạn. Liệu đây là một người đồng đội cũ của một trong năm anh chàng, hay đây sẽ là một sự kết hợp hoàn toàn mới mà No One muốn thử sức? Thông tin mới nhất về phi vụ chuyển nhượng này sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Và đó cũng là thông tin hot nhất trong ngày của cộng đồng PUBG. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy những thông tin này bổ ích thì nhớ like, bấm đăng ký kênh cùng bật nút chuông thông báo để ủng hộ cho PUBG Việt Nam Official nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chăm tập bóng nha. Bóng vác, ngon một cuối. Chăm tập bóng. Hai. Rồi, rồi, rồi.